Ở đây có con chuồn chuồn, con chuồn chuồn mà tươi màu đỏ, nhưng mà cái mình màu đen. Ô nhìn đẹp quá. Con chuồn chuồn này là lần đầu tiên mình gặp luôn nè. Vàng bạc châu báu, bạc có báu à. Cuộc mang đi chuồn lại đây nha. Cái ông đấy tìm cách để gọi là chôn cất giấu kho báu đi, không cho ai biết. Không cho ai biết. Và ông đấy tìm đến cái khu vực này có địa thế rất là đẹp. Nơi đây, ở đây có một cái hang rất là đẹp đúng không? Đúng. Có mỏ nước ở đây. Đập ở trên này dễ hơn nhỉ. Dưới này bắn quá, nước bắn. Ơn nó bơ, chứ xăm chứ sỏi ơi. Mặc dù là hạn hán thì mỏ nước này vẫn không bao giờ cạn ông hả? Không cạn được đâu. Ông có nói rằng là mặc dù... Kính thưa cô bác quý anh chị, thì Bùi Hồ đang có mặt tại một trong những cái bản làng của người Nùng. Có thể giải thích thêm về cái ao nước thần. Thì xung quanh cái đoạn đường ở đây đó cô bác quý anh chị, thì tất cả đều được bao phủ bởi những cái ngọn núi cao sừng sững như thế này. Một chút xíu nữa qua bên cái đoạn đường bên kia thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem nha. Kính thưa cô bác quý anh chị, thì Bùi Hồ đang có tại Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Thì nơi đây thì được bao phủ bởi những cái dãy núi rất là sừng sững. Và đặc biệt Bùi Hồ tìm đến đây vì trước đây Bùi Hồ có xem một clip của một bà cụ người Nùng. Thì sau khi bà gõ những cái cục đá lên cái tảng đá phát ra âm thanh, thì nước ở dưới từ từ nó dâng lên. Và điều đó làm cho Bùi Hồ và cũng như là anh Thành ở đây rất là hiếu kỳ và muốn xem tận mắt chứng kiến về mó nước thần. Ở đây gọi là mó nước thần như thế nào. Thì hôm nay trên cái đoạn đường đi mó nước thần ở dưới kia, Bùi Hồ có mời được một già làng ở đây là ông ở đây. Dạ con chào ông ạ. Dạ thì bây giờ ông có thể cùng nhau đi. Dạ ông với hướng dẫn con cùng với anh Thành đi xuống dưới. Rồi bây giờ bắt đầu nha ông ha. Con mời ông đi trước nha. Dạ. Kia là được. Dạ. Rồi. Không còn nước nhiều không hả? À, ông có thể kể cho con nghe về cái sự tích về mó nước thần này được không ông ạ? Biết vài câu. Dạ. Nhiều không biết đâu. Dạ. Dạ chưa nó kể lại bằng nhiều câu. Mấy câu biết mấy câu ấy không rồi. Còn ngày thiên tạc ra thì không có đâu. Dạ. Là có là khoảng bao lâu rồi ông ha? Ui, hơn 2-3 thế kỷ. Ồ. Nhưng mà người dân thì có như ông có thường lấy nước ở đây sử dụng không? Không. Điều kỳ diệu là nghe tiếng người là nước tự giờ động dâng lên hay là sao ông? Vâng. Thì mình đã phát hiện ra được bao lâu ông ha? Lâu lắm rồi. Dạ. Ông có thường làm trồng ngô ở đây không? Ngô đây có mà năm nay lụt hết. À năm nay lụt. Bị lụt không hả? Bị lụt. Dạ. Bây giờ nó lại hạn hán. Ờ. Ông có thể kể cho con nghe một vài câu chuyện về mó nước. Vâng. Dạ. Ở đây thì mọi người trồng lúa thẳng tắp với nhau như thế này. Yeah. Lúa này thì bao nhiêu tháng mình mới gặt không ha? Tháng 9 thì mới được gặt. À mình cấy hồi tháng mấy? Bây giờ tháng 5. À 4 tháng. Tháng. Dạ. Tháng âm thì bây giờ tháng 6 tháng 7 rồi. Dạ. Tháng 10 mới được gặt.
Ở đây thì núi non trùng trùng điệp điệp. Đoạn đường chạy vô đây cũng khá là xa ông ha. Ông ơi, con có một cái điều như thế này nè, con hỏi ông này, ông giải thích hộ con với. Đây những cái tảng đá này nè ông, là mình tự xếp nhau hả? Vâng, cái này thì mình xếp để cho bồ vào giấy của mình luôn. Như tụi con này xếp chắc không được đâu. Được. Được không ha? Được, đúng rồi, lâu thì làm được hết. Dạ. Vâng. Đúng rồi đó anh Thành, em rất là tò mò với lại những cái nét văn hóa của mình ở đây. Rất là kỳ bí. Đá này người ta gọi là đá đen không hả? Ở đây là giữa một cái thung lũng mà được bao phủ bởi những cái ngọn núi rất là cao. Những cái ngọn núi cao ở trên kia là có người sinh sống không? Không có đâu. À. Ra mình lên núi được. Dạ. Cái con đường mòn này nhỏ lắm. Ít người đi không nhỏ. Dạ. Cũng đây thôi. Ồ. Quả này quả gì ông hả? Cái gì? Cái này à? Dạ. Cái này tính trên bảo cái gì cũng biết đâu. Cái này chính địa phương là nám to. Ăn được không anh? Cái này ăn không được đâu. Cái này ăn là phải đau đầu đấy. Ờ. Người ta còn đem về đánh bắt cá mà. Đây là cái nơi mà Bùi Hồ được ông dẫn đến này. Đây. Mà thông qua những cái mạng YouTube xã hội, Bùi Hồ trước đây đã ít rồi. Ồ. Khô lắm nhưng mà cái đám ruộng cái này nên hút nước này lên nữa. Lên đi nữa ơi. Ôi. Em về thăm rồi. Nước ít thế này càng tốt, quan sát càng tốt. Ông ơi đừng làm động nước nhiều quá. Hả? Đừng làm động nước nhiều quá. Cho nó lên chứ. Chỉ mình quay gần nữa. Vâng vâng. Đấy. Quan sát một chút xem sao ông gọi không. Ông mới vừa gọi xong. Gọi phải gọi đều một tí nước đang lên nhiều hơn chưa. Ông phải tí nữa chuẩn bị nó lên nhiều lúc. Gọi một chút đi ông. Ông gọi một chút đi. Ông làm cầm hòn đá gọi từ từ cái. Ông thường con thấy thường gõ vào đây hả ông hả? Thằng em tao gõ vào đây. À. Bây giờ nước thì mình có cái cây nào mình đo thử không ta? Lấy khoảng 1 gram một ngày thôi. Quay sao được. Đây. Đây là cái ở dưới đây thì cái mực nước này nó thấp ở dưới này. Sau khi mà được ông kêu lên đi nước ơi thì có dấu hiệu là nước. Ông qua đây ngồi đi ông. Mấy ngồi đây bảo nó lên mà. Dạ. Đặc cơ. Ông đang gọi nước nha. Ông phải đang gọi nước. Qua đây nè anh Mạnh, qua đây nè. Đi nữa. Tụp cái bạt chính này luôn. Sạc kim sạc ngắn là bơ hơn lưu. Thôi. Lên à. Lên đi. Nó ở trong này đấy. Thì mình vạch vào nhỉ. Chống là vạch vào đây để làm gọi là lên đây bơ. Nó để khi nước dâng lên là biết. Các bạn ơi, tôi sẽ đánh dấu vào đây nhá. Đấy, nước hiện tại đã đến đây này. Ở trong này là có một cái nguồn nước trong này nữa không hả? Nước nguồn nó ở trong này mà. Dạ. Đúng chưa? Đó.
Có lên không anh hả? Có, phải đợi một lúc. Đợt anh vạch vào đấy à, anh quạt ở dưới đó ra. Ừ, chỗ này đấy, có vạch nước này. Em có thể vạch được không? Được. Ông ơi, ông đang gõ ở trong kia à, thì nước ở đây vẫn thấy có cá nha. Thì cho con xin phép nha, con đến đây con quay. Thì ông vẫn đang gõ đây. Thì con sẽ làm một cái dấu để cho mọi người thấy nha. Có gì bỏ qua cho con. Nước có đang có dấu hiệu chuyển động nhanh ha. À, em gặp đây vào đi. Có gì con xin phép nha ông à. Nhiều cá đấy. Cá nhỏ, con to. Lúc trước thì gõ lâu không mới lên không? Có lúc thì lâu, có lúc thì không lâu đâu. Lên khi nào lên mấy đợt liên tục. Đấy, nước dâng lên mấy đợt liên tục. Tí sắn tí sỏi ơi, hơn đâu bơ. Đây, tụt xuống rồi. Nước lên xuống lại han ha. Ừ, lại xuống rồi đây. Ôi. Đây, tụt xuống rồi. Nước lên xuống lại han ha. Ừ, lại xuống rồi đây. Ôi. Con sức mồ hôi hết rồi. Nóng lắm bây giờ à? Dạ. À, rồi. À, lúc nãy thì đây nước đang xuống lại ngay chỗ cái vạch này này. À, anh gọi tiếp á. À. Ở trong kia thì anh Thành vẫn đang gọi. Lúc nãy thì không biết sao máy của Bùi Hồ thì gần hết pin. Bùi Hồ thay pin thì nước lại không lên. Lúc thay pin thì nước lên. Ôi, tiếc quá. Bây giờ nước vẫn đang ở ngay cái vạch này. Cho con gọi, cho con gọi cái nha ông hả? Con gọi. À, cho con gọi nước lên cái. Sao kịp thằng ngàn đâu ba, đi sẵn đi sỏi ơi. Hân đâu ba. Ở đây có con chuồn chuồn. Con chuồn chuồn mà tươi màu đỏ. Nhưng mà cái mình màu đen. Ô nhìn đẹp quá. Con chuồn chuồn này là lần đầu tiên mình gặp luôn nè. Ồ, ông đã đang nước đang lên. Ha, lên này lên mạnh lắm ấy. Ồ. Nước đang lên nè cô bác quý anh chị có thấy không? Thằng nước đã lên. Qua luôn cái vạch này nè. Ừ, lên rất nhanh luôn. Ồ. Đấy, lên rất cao. Bên đây luôn. Lên cao lắm nè. Ồ, lên lần này rất cao luôn ông ơi. Ừ. Dạ. Đây cái vạch lên này tầm khoảng 3 cm ông ha. Hơn 3 cm. Vâng. Ôi. Con cảm ơn ông nhiều nhá. Bây giờ nước đang rút xuống nè. Lên lại. Lên tiếp. Ôi. Xuống được. Rồi bắt đầu nước rút xuống nè. Mình sẽ canh cái mực này nè. Đó. Con cảm ơn ông rất nhiều nha. Lên tiếp. Đây. Ông bảo là mực nước ở đây rất là sâu ông hả? Sâu lắm. Ồ. Đây, đây giật xuống nè. Đúng rồi. Nè. Đây là mọi người gọi là mó nước thần. Mỏ nước thần. Mỏ nước thần. Hay còn gọi là ao nước thần đúng không? Đây là cái mỏ ông nhỉ. Đây là mỏ. Mỏ. Dạ. Nhỏ nhỏ đây gọi là mỏ đấy. À mỏ. Ao nó phải rộng lớn. À. Mỏ nước thần. Theo đây. Đây là bắt đầu úp xuống nè. Nước này chắc có lẽ rất là mát không hả? Mát lắm. Trong veo được. Ừ. Cá có thể sống được dưới này nè. Cá thật có chứ. Con có thể đụng tay xuống. Thoải mái mà. Ờ. Con rửa mặt cái nha. Thoải mái. Được rồi.
anh em người ta còn lấy nước này đi uống. Khách đến đấy, khách đến thăm đấy. Vâng, mỗi một nước, mỗi người một lọ trà xanh. Sau một hồi lâu thì lúc nó lên là ông, nước sạc lắm mà. Ông với lại thì ông nói là chắc có lẽ không lên. Nhưng mà khoảng hơn 5 phút sau thì mực nước đã dâng lên. Theo như ở cô bác quý anh chị thấy rằng là lên đến khoảng tầm chừng này, là đến đây khoảng hơn 2 cm anh ha. Nhưng mà bình thường thì khi mà nước nó không phải mùa khô như thế này á ông, thì nước dâng lên càng nhiều nữa đúng không ông? Đúng. Dạ. Điều một điều lạ kỳ thì không có thể nhà khoa học nào giải thích được. Lâm Đồng người ta vào thăm rồi mấy lần rồi. Tận Lâm Đồng ra đây ạ. Lâm Đồng ra đây. À, không có nhà khoa học nào giải thích được điều này không ạ? Cô bác quý anh chị thấy được cái sự linh thiêng trong cái mỏ nước thần anh ha. Okay. Cảm ơn anh Thành đã hướng dẫn em, và cảm ơn bác, cảm ơn ông rất là nhiều luôn. Khi đến đây thì theo chia sẻ của ông thì mỏ nước thần này có sự thông với nhau, và đây là cái nguồn nước của mỏ nước thần ông hả? Dạ, thì đây một cái hang này rất là sâu ông hả? Hang sâu chi sâu lắm, vào không được đâu. Ồ, ông trước và giờ không có vào luôn hả? Hồi trước vào được, nhưng mà bây giờ khói mòn xuống nhiều lắm, không chui vào được. Trước chui vào số lũ bên này, chui vào số lũ bên này rồi đi vòng sang bên này, nhưng mà nước nhiều lắm, qua không được đâu. Dạ. Ông đã có chui vô đó rồi. Được vào rồi. Ồ dạ, quá quý. Con mong mỏ nước thì một lần nữa cho con gọi nước lên, và hằng nước lên cho con coi như là một sự hữu duyên nha. Ông nói thì mình cứ kính trọng thôi ông ha. Dạ. Con đứng ở đây được không ông? Thì mong hằng nước lên để cho con, để cho mọi người thấy nha. Thằng nước đây, con mong thằng nước lên nha. Lên không ông hả? Dạ. Rồi bây giờ anh Thành sẽ gọi ở đây. Hồi sớm giờ em chưa gọi đây à? Đúng rồi, em chưa gọi đây à? Anh em chưa gọi à? À. Anh gọi thử. Anh gọi trước đi nha. Hân bơ năm ơi, tia sầm tia sỏi ơi, hân ông hơ, sạc tìm sạc ngàn ông hơ, hân ông hơ, tia sầm tia sỏi tia mỏi ơi, sạc tìm sạc ngàn ông hơ, hân ông hơ, hân ông hơ, sạc tìm sạc ngàn bơ, tia sầm tia sỏi tia mỏi ơi. Khi mà nó lên thì ở trong này nghe sự gốc gách hơn à? Có tiếng nước chảy róc rách ở trong này, ông mà thấy, anh không để ý. Anh có thể gọi đèn cho nó được không? Bật đèn pin. Bật đèn pin được. Sâu lắm, không nhìn thấy đâu. Rồi. Không đâu, em không thấy đâu. Không thấy. À. Sâu lắm, từ pin anh vẫn để chế độ đâu nhỉ? À đây, gạt xuống này. Đây này, thấy chưa? Ồ, có một cái hang. Đấy, nhỏ nhỏ rồi. Nhỏ nhỏ rồi. Rất là sâu trong kia. Nhiều đá lấp vào đây đúng không? À. Đấy. Các ông kể rằng là đầu bên này ngày trước người chui xuống được mà. Xuống được đấy, xuống dưới đấy thì có một như kiểu hang sâu và có nước dưới chảy rất bên này đấy. Là vô được ha. Bây giờ thì cũng không còn nhiều người vô ha anh hả? Không vào được đấy, không vào được luôn. Đất từ trên sỏi mòn trôi xuống đây nhiều, sỏi mòn đất đi đây rồi. Bởi vậy thì khi đi đến nơi gần núi thì mới thấy được cái sự linh thiêng của chốn gần núi này. Chắc có lẽ là mọi người sẽ không tin được, nhưng mà bản thân Bùi Hồ rất là tin và cực kỳ tin tưởng về mỏ nước thần này, vì bản thân đến đây đã cảm nhận được rằng là mỏ nước này có thể dâng lên hạ xuống theo cái tiếng gọi của người, hoặc là những cái tiếng động của người ông ha. Bình thường thì vẫn như vậy, nhưng mà chính Bùi Hồ trông thấy nước đã dâng lên cao hơn cái vạch mà Bùi Hồ đã làm dấu.
tiếp các bạn nhé. Lại lần tiếp nha các bạn ha. Tí xăm, tí sỏi, tí mỏi ơi, hân nô bơ, hân nô bơ. Ta kiếm tăng ăn nô bơ, ta kiếm tăng ăn nô bơ. Đấy nè, tôi sạc ao lư, hiền năm mà hiền lư. Rất cao. Đấy. Khoảng tầm 4 đến 5 cm. Một điều cực kỳ lạ. Hân nô bơ, ta kiếm tăng ăn nô bơ. Ta kiếm tăng ăn nô bơ. Cao hơn lần trước. Ồ, lần này rất là cao luôn. Này, cô bác anh chị thấy không? Này sẽ giật xuống nè. Đó. Đang dưới lại chuẩn bị lên lại chắc có lẽ là cái tiếng gọi của anh Thành đó. Lên tiếp nữa nè. Ở bên đây cũng vậy. Đây, cô bác quân chị sẽ thấy nè, ở đây nè. Gục xuống đây. Gục xuống ngang cái vạch lại đó anh hờ. Đập ở trên này dễ hơn nhỉ. Dưới này bắn quá, nước bắn. Hơn nó bơ, tí xăm tí sỏi ơi. Mặc dù là hạn hán thì mỏ nước này vẫn không bao giờ cạn ông hờ. Không cạn được đâu. Ông có nói rằng là mặc dù mấy máy gút để tưới cây rồi không cạn luôn. Hơn nó bơ. Tí xăm, tí sỏi, tí mỏi ơi. Ta kiếm tăng ăn nó bơ. Ăn nó bơ, ta kiếm tăng ăn luôn. Tí xăm, tí sỏi, tí mỏi ơi. Ăn nó bơ, ăn nó bơ. Ta kiếm tăng ăn nó bơ. Tí xăm, tí sỏi, tí mỏi ơi. Ăn bơ, ăn bơ. Ta kiếm tăng ăn bơ. Đây kể thì cách đây lâu lắm rồi, 2-3 thế kỷ rồi, có vẻ bây giờ đâu. Các ông các cụ kể lại đúng không? Bảo ngày trước có một ông quan gọi là quan cai quản khu vực này ấy, khu vực này ấy. Như chủ tịch tỉnh bây giờ đúng không? Vâng. Rất là nhiều vàng bạc châu báu. Vàng bạc có báu rồi. Mang đi chôn ở đây nha. Cái và này. Ông đấy tìm cách để gọi là chôn cất giấu kho báu đi, không cho ai biết. Không cho ai biết. Và ông đấy tìm đến cái khu vực này có địa thế rất là đẹp. Nơi đây ở đây có một cái hang rất là đẹp đúng không? Đúng. Có mỏ nước ở đây. Và ông tìm cách chôn kho báu vào đấy. Đấy, nhưng mà chôn kho báu thì phải tìm những người gọi là con gái chính tiết xuống nhỉ? Ba con gái chính tiết để mà gọi là chôn trùng ấy, cái đấy cái hủ tục người đấy nhỉ. Đấy thì ông vua đã sai người đi tìm được ba cô gái chính tiết có tên là Tí Sằm, Tí Sỏi, Tí Mỏi rồi ạ. Đúng. Đấy. Ba về cô gái chôn Sằm, Sỏi, Mỏi quật nó bảo đấy mà. Đấy. Để cùng kho báu để mà gọi là quay gọi là cái gì nhỉ? Là quản kho báu đó. Kho báu ấy. Kho báu đấy. Và mỗi lần có người đến đây là nước dâng lên. Cắp châu báu đấy thì nước sẽ dâng lên không cho ai gọi là vào trộm được kho báu đấy. Đúng. Đấy để gọi là nước dâng lên xong mà không ai đi qua được cái ao nước lúc đấy ấy nhỉ? Cái hang nước ấy, cái hồ nước ấy. Đấy. Không ai trộm được. Đấy thế là bây giờ vào đây ai gọi hoặc là có tiếng động thì nước dâng lên theo cái câu chuyện truyền thuyết cơ bản là như thế. Nhà ông nhỉ? Vâng. Đấy cháu nghe các ông các bà kể là như thế. Đấy. Thế bây giờ gọi mới có tên là Tí Sằm, Tí Sỏi, Tí Mỏi là ba cô gái. Ba cô gái là trẻ đúng không ạ? Vâng. Đấy. Cháu nghe ông bà kể như thế. Đấy. Thế là gọi thế cũng được rồi, 3 lần rồi. Gọi một lần nữa. Chờ đợi một lần nữa ông ạ. Là câu chuyện đó đã chảy qua rất là nhiều rồi đó ông ạ. Vâng. Thì ba cô gái đó là đang giữ kho báu và nước lên thì để cho không trộm kho báu được mỗi khi nghe tiếng động của con người. Tí sầm tí sỏi tí mỏi ơi, hân nô bơ, sạc kim sạc ngàn nô bơ, sạc kim sạc ngàn nô bơ. Tí sầm tí sỏi tí mỏi ơi, hân nô bơ, sạc kim sạc ngàn nô bơ, sạc kim sạc ngàn nô bơ. Một cái câu chuyện rất là hay, mang phần ý nghĩa tâm linh đậm hơn. Dạ thú vị. Vâng, thú vị. Mời xong kia gọi tiếp. Coi như là một sự thương. Đó, nước đang lên rất là nhiều. Đây. Ấy. Thấy chưa? Đấy, đến vạch nhé. Bây giờ tụt dưới vạch nhé. Bây giờ đến vạch để vượt vạch nhé. Vượt vạch nhé. Đấy. Qua đây nè. Ồ.
Ê, lần này lên hơn lần thứ ba. Lần nữa. Nhiều nhất luôn. Đây, chúng ta thấy nước nó lên rất là nhiều. Đấy, trong cả trong kia. Qua khỏi cái vạch luôn nè, thấy không cô bác anh chị? Cái vạch lúc đầu thì ở đây. Thì sau một hồi chờ đợi nước không phải là dối đâu. Thật đấy. Cực nhiều luôn. Thật đấy, không phải là dối đâu vào thế à? Nước trong kia chảy rắc mà. Nước này phụt rồi. Con chạy. Được rồi. Quên lần rồi. Quay những nước đâu? Ở đây vẫn nghe được cái âm thanh nước chảy gốc gắt từ sau cái vách đá đó. Tiếng nước chảy rất là nhiều. Và theo ông Bảo thì không phải là tiếng nước suối. Tiếng suối chảy rất là nhiều ông ơi. Khi mà đi gặp được những cái quả núi to sừng sững như thế này thì mới thấy được con người mình nhỏ bé như thế nào ông ha. Rất là to luôn. Ôi. Nhưng mà khi đến đây thì cái cảm giác mình, con người mình rất là thoải mái không?